chào các bạn quay trở lại với kênh Bếp Cô Minh. Tết đến nơi rồi phải không các bạn? Hôm nay thì mình sẽ làm món mứt dừa nhé. Ngày hôm nay cô Minh sẽ hướng dẫn hai loại mứt dừa, đó là mứt dừa lá dứa nè và mứt dừa sữa dừa. Bây giờ thì mình cùng bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu nha. Để làm món mứt dừa thì mình sẽ cần là dừa dẻo, đường, sữa đặc, nước lá dứa. Khi làm dừa thì các bạn sẽ phải tính nguyên liệu khi mình đã sắc ra và mình đã loại hết những cái phần mà dơ dính ở trên cái vỏ của dừa nha. Trước tiên thì mình sẽ phải lựa dừa làm sao cho ngon. Các bạn thấy là mình làm mứt dừa dẻo thì mình phải lựa cái miếng dừa nè, nó mỏng như vậy thôi, người ta hay gọi là mứt dừa tẻ, thì cái cơm của nó sẽ không quá dày và nó lại dẻo và rất là ngon. Thì mình sẽ để đè cái miếng dừa xuống và mình dùng cái mũi dao, các bạn thấy không? Tùy theo cái độ mỏng và dày để mình cho cái miếng dừa của mình nó vừa ý. Nếu như mình mua ở trong trái dừa của mình á, có những miếng nó hơi mỏng quá thì các bạn nhớ là mình sẽ sắc cái bảng nó to hơn. Tại vì nếu như mình sắc cái bảng nhỏ quá thì nó sẽ dễ bị nát hết cái phần dừa của mình. Để chuẩn bị cái phần dừa như vậy, sau khi làm sạch sẽ thì mình sẽ cân là khoảng chừng cỡ nửa ký dừa thì mình sử dụng khoảng 250g đường. Bây giờ thì mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên nha. Nước đã sôi rồi nè, của mình sẽ bỏ cái phần dừa vô. Các bạn chỉ cần là cái lượng nước làm sao để mình bỏ vô nó tương ứng với lại cái lượng dừa của mình thôi, chứ không có nhất thiết là phải bao nhiêu lít nước nha. Rồi, bỏ vô như vậy. Của mình sẽ trụng ra, lấy ra đây. Rồi, bây giờ thì của mình sẽ bỏ cái phần dừa vô đây nè, và mình sẽ trộn cái lượng đường mà mình đã tính. Cứ các bạn nhớ là nửa ký dừa sau khi sắc xong thì mình sẽ trộn với 250g đường nha. Và phần dừa lá dứa mình cũng sẽ trộn tương tự như vậy, nhưng mà mình phải cho lá dứa vô mình ngâm thêm. Bây giờ của mình sẽ trộn cái phần lá dứa luôn nha. Rồi mình cũng trộn cái lượng đường lên. Nước lá dứa thì các bạn cứ xay cho nó đậm đặc lại, mình sẽ rưới vào đây một ít. Mình ngâm như vậy thời gian khoảng chừng cỡ 1 đến 2 tiếng, sau đó thì cái lượng đường nó tan ra hết rồi, mình sẽ bắt lên bếp và mình sên với lửa nhỏ nha. Các bạn thấy này, bây giờ cái lượng nước đường bắt đầu nó cạn gần hết xuống vào trong cái phần dừa rồi, thì cô sẽ cho vào trong cái phần mứt dừa trắng của mình là 2 muỗng canh sữa đặc. Khi mình cho vô thì cái mứt dừa màu trắng của mình nó sẽ có thêm một ít cái mùi của sữa, nó sẽ làm cho cái món mứt dừa trắng của mình ngon hơn nữa nha. Nếu các bạn nào mà bị dị ứng với phần sữa thì mình có thể là mình sẽ không cho nữa vô cũng được, không sao cả. Rồi bây giờ mình chỉ cần đảo nó lên, chờ đến khi bắt đầu là nó bung hết cái phần đường ra, nó trắng bông ra hết. Và cái bên này thì nó cũng sẽ bung ra cái phần đường như là tuyết vậy đó các bạn. Thì lúc đó là dừa của mình đã được nha. Các bạn thấy nè, bây giờ bắt đầu dừa nó bung hết cái lượng đường ra dư ra nè. Đó, lúc này thì dừa của mình mới là khô nha các bạn. Nè, phần dừa trắng nè các bạn thấy không? Nó cũng bắt đầu bung đường và mình cũng phải đảo liên tục như vậy mà mình để bếp nha các bạn, chứ mình không tắt bếp. Có nhiều bạn ở cái thời điểm này là tắt bếp để sóc thôi, thì cái dừa của mình nó sẽ chưa ra hết cái lượng nước đâu, mình vẫn còn để cái hơi nóng để cho nó ra hết cái lượng nước ở trong dừa thì cái dừa mình mới để lâu được. Rồi, đến lúc này thì mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Rồi, mình lấy ra dĩa thôi nha. Mứt dừa mình đã hoàn tất rồi nè. Cô Minh mong rằng dịp Tết này các bạn sẽ làm được món mứt dừa này dành cho gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi chia sẻ kênh Bếp Cô Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.